À, dạ vâng ạ, à, kính thưa quý vị thân mến, và hôm nay nhận được lời mời từ phía của anh Tâm và chị Tím thì tổ chức sự kiện âm thanh ánh sáng của Điện Từ Sơn của chúng em cũng rất là vui khi được về đây để được phục vụ buổi lễ mừng thọ của bác ngày hôm nay. Và bên cạnh đó cũng rất mong nhận được nhiều sự giao lưu của bà con cô bác ở đây. Mỗi ca khúc quý vị sẽ góp vui cho chương trình nhân buổi lễ mừng thọ ngày hôm nay quý vị nha. Và để bắt đầu chương trình ca nhạc ngày hôm nay, cho phép MC Diệu Thu xin được mở đầu với chương trình qua một nhạc phẩm được mang tên Hình Bóng Quê Nhà. Dạ, xin mời chúng ta cùng lắng nghe. Về tới đâu là có chiếc sáo nhỏ hót vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê thăm đường tình quê. Bao năm qua cất chở đường xa xuôi ngược bốn ba, ôi kỷ niệm yêu mái chân nghèo tỏa khói lam chiều, còn như đâu rồi ngày xưa ai đó ai đưa nắng độ chiều mưa. Quê hương ơi ấp mãi đời tôi uống ngọt đôi môi, thương quá là thương tuổi thơ nào ngọt đắng vui buồn. À ơi con nước lớn chảy xuôi đưa con đò cha chèo bơi ai ngang ngã câu hò, gió đưa gió đẩy về rẫy ăn cơm, về sông ăn cá, về sông ăn cá, về đồng ăn cua. Từ lúc chào đời chớm quê nước mẹ sương chưa chiều hè, ôi đẹp lắm chị nha. Dù có đi đâu thì
hình bóng quê nhà mãi mãi là luôn trong tâm trí của chị đúng không ạ? Mãi mãi là yêu thương. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn anh Tâm và chị Tím rất là nhiều. Anh Tâm bây giờ anh hát một bài nha anh Tâm.